Nam Cali, ông Ngãi Vinh. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Ngãi Vinh. Kính thưa quý vị, trước hết đại diện cho cộng đồng Việt Nam Nam California cũng như là trong ban tổ chức ngày hôm nay, Ngãi Vinh rất lấy lòng lo lắng buổi hôm nay. Tại tự nhiên gây âm thanh bị đứt không được, rồi âm thanh này thì lại ồ bass nó nhiều hơn trép, nghe cũng không rõ, rồi cái chương trình nó cũng lộn xộn, bởi vì khi mình tổ chức 1 giờ thì 1 giờ người ta mới mở cửa. Cho nên thưa quý vị, một lần nữa với tất cả, hello, tất cả những tấm chân thành của Ngãi Vinh đại diện cho cộng đồng cũng như cho ban tổ chức, xin nhận nơi đây lời xin lỗi và có cái gì sai sót xin quý vị niềm tình tha thứ cho. Cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa Thẩm phán Phạm Đình Hưng, kính thưa toàn thể quý vị, cựu thẩm phán Phạm Đình Hưng mà các anh em trẻ tôi thường gọi một cách thân mật là bác Hưng, hiện là thành viên trong hội đồng cố vấn cộng đồng Việt Nam Nam Hoa Nha, mà ông cũng là ủy ban bầu cử, chủ tịch ủy ban bầu cử cộng đồng năm 2014 trong nhiệm kỳ 2014-2017, nhiệm kỳ mà quý đồng hương đã bầu chọn chúng tôi mà chúng tôi đang sinh hoạt. Thẩm phán Phạm Đình Hưng là người trung kiên với cộng đồng xuyên suốt từ những ngày đầu mà cộng đồng Việt Nam Nam California được thành lập. Ông luôn sát cánh cùng với cộng đồng trong hầu hết các sinh hoạt. Ông đã góp công sức, tài chính, kiến thức và kinh nghiệm rất nhiều cho cộng đồng của chúng ta. Đặc biệt trong những khi cộng đồng có những vấn đề nan giải từ bên ngoài hay là bên trong, ông là người quan tâm, gọi điện thoại đến cho từng người hỏi thăm, góp ý, khuyên nhủ và hung đúc tinh thần của các anh em trẻ. Trong các cuộc họp quan trọng, ông thường đưa ra những ý kiến rất sáng suốt và vì vậy thường được tập thể chấp nhận. Thưa thẩm phán, thưa toàn thể quý vị, hội đồng đại diện chúng tôi rất tự hào có được một người như thẩm phán Phạm Đình Hưng trong hội đồng đại diện. Hiện giờ bác là trong một thành viên trong hội đồng cố vấn. Và vì thế khi nghe ông nói ra muốn ra mắt cuốn sách thì chúng tôi ngay lập tức nhận việc một cách rất là vui vẻ. Và tôi nghĩ rằng việc ra mắt sách này là việc phải làm của hội đồng đại diện cộng đồng. Xét về lý thì bác đã từng là thành viên của cộng đồng, của hội đồng đại diện và nay là thành viên trong ban cố vấn, thì không thể ai khác đứng ra làm việc này xứng đáng hơn hội đồng đại diện cộng đồng Việt Nam Nam Hoa Nha, thưa bác. Xét về tình thì bác và gia đình đã từng tham gia giúp đỡ hội đồng đại diện cộng đồng rất là nhiều trong 30 năm qua. Vì vậy, việc làm này hoàn toàn xứng đáng và cũng là trách nhiệm của chúng tôi và chúng cháu một lần nữa, các anh em trẻ trong hội đồng đại diện rất tự hào được tham dự cũng như được tổ chức buổi ra mắt ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến đây để tham dự buổi ra mắt sách cuốn thứ 3 với chủ đề là Thay Ngôi Đổi Chủ. Cuốn sách quý giá trị lịch sử về cuộc chiến Việt Nam, về những gì Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp đặt một chế độ băng hoại cho dân tộc Việt Nam chúng ta và nhiều vấn đề khác liên quan. Tôi hy vọng rằng năm sau hay là những năm nữa chúng tôi lại có cơ hội được nhận việc ra mắt những cuốn sách tiếp theo của thẩm phán Phạm Đình Hưng. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã nhận lời mời cộng đồng Việt Nam Nam Hoa Nha đã đến đây tham dự buổi ra mắt sách của thẩm phán Phạm Đình Hưng với tựa đề Thay Ngôi Đổi Chủ. Và một lần nữa xin cảm ơn tổng thẩm phán Phạm Đình Hưng đã cho chúng tôi có cơ hội được tổ chức buổi ra mắt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúng tôi xin phép được đến đây để mà cùng chung vui một cái niềm vui lớn của cộng đồng Việt Nam Nam Cali cũng như là của ông thẩm phán Phạm Đình Hưng. Thì thưa quý vị, chúng tôi phải đến các mặt ngày hôm nay bởi vì hai lý do hết sức là đơn giản. Thứ nhất
là chúng tôi là bạn thân của gia đình cô Mai Chu, là con gái của thẩm phán Phạm Đình Hưng từ hơn 2 thập niên qua. Thành ra khi được biết tin, tôi bắt buộc phải đến đây để chung vui cùng thẩm phán. Và việc thứ hai là để nói lên cái sự quyết tâm đoàn kết và liên kết giữa hai cộng đồng của chúng ta. Đối với cái việc hiểm họa mất nước mà thẩm phán Phạm Đình Hưng đã nêu ra rất rõ qua những cái bài nhận định của ông trong cuốn sách Thay Ngôi Đổi Chủ, thì chúng ta thấy rằng Cộng sản Hà Nội đã cướp đi miền Bắc của chúng ta vào thập niên năm 40 đến năm 54, thì họ lại xua quân xâm chiếm miền Nam của chúng ta. Và gần đây nhất chúng ta thấy rõ qua các bằng chứng đã được đưa ra là họ đã bán biển và bán đất của chúng ta cho Trung Cộng. Thì cái sự việc xảy ra cách đây 2 tuần qua và cái việc Vũng Áng thì cho chúng ta thấy rằng cộng đồng và tập thể người Việt ở hải ngoại cần phải đoàn kết để mà chúng ta có cái hợp lực và có sức mạnh giúp cho 90 triệu đồng bào ở trong nước đòi lại cái quyền tự chủ cho dân tộc và cho đất nước của chính mình. Ngày nào toàn đảng cộng sản áp bức người dân của chúng ta, ngày đó cái hiểm họa mất nước và khổ đau của dân Việt của chúng ta sẽ còn triền miên mãi mãi. Thì chúng tôi ngày hôm nay rất là hân hạnh là được phép lên đây để bày tỏ cảm tưởng của chúng mình, của chúng tôi. Và chúng tôi xin cam quyết với tất cả quý vị là chúng tôi sẽ cố gắng làm việc cùng với lại ban chấp hành của cộng đồng Việt Nam Nam Cali để chúng ta có được cái sự đoàn kết, liên kết cần thiết trong công việc đấu tranh trong về nhà. Tôi xin cảm ơn nghị viên Bùi Phát và cảm ơn ông chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam California. Kính thưa quý vị, cái phần mà có người đó mới có ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến thẩm phán Phạm Đình Hưng. Thưa quý vị, trong cộng đồng Việt Nam tại Nam California, tôi tin rằng tất cả quý vị ở đây đều có nghe tiếng đến thẩm phán Phạm Đình Hưng. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhắc lại một vài chi tiết về thẩm phán Phạm Đình Hưng trước khi thẩm phán Phạm Đình Hưng ra mắt quý vị trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, thẩm phán Phạm Đình Hưng tốt nghiệp Học viện Quốc gia Hành chính, cử nhân luật khoa và cao học công pháp. Tác giả đã phục vụ hai nền Cộng hòa Việt Nam trong 3 ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp. Trong khi phục vụ, ông đã có những công trình nghiên cứu và trước tác Cuộc chiến cô đơn 2007, Luận án Tiến sĩ Quốc gia về Tài chánh công 1975, Tiểu luận Cao học công pháp về Tòa án quốc tế 1974, Giám sát viện Đệ nhị Cộng hòa 1970, Hiến pháp Đệ nhị Cộng hòa 1967. Trong thời gian này, ông đã có những tác phẩm đã xuất bản: Cuộc chiến cô đơn 2007, Hồi ký chính trị của tác giả trong chức vụ thẩm phán Việt Nam Cộng hòa. Thứ hai, Việt Nam Ngày Mai, xuất bản năm 2009, lịch sử của hai cuộc nội chiến Việt Nam do Hồ Chí Minh tiến hành theo chỉ đạo của Trung Cộng và một hoàng hôn thê lương của dân tộc Lạc Việt. Thứ ba, tác phẩm mà quý vị chứng kiến ngày hôm nay là Thay Ngôi Đổi Chủ 2016, hai cuộc chiến tranh gọi là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước chỉ là một cuộc huynh đệ tương tàn nhằm mục đích thay ngôi đổi chủ theo kế hoạch của Trung Cộng. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị tác giả của tác phẩm Thay Ngôi Đổi Chủ, thẩm phán Phạm Đình Hưng. Lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo các chính đảng và tổ chức quần thể, kính thưa hội đồng đại diện cộng đồng Việt Nam Nam California,
và kính thưa chủ tịch hội đồng người Việt quốc gia, kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, chiến hữu, thân hữu và đại diện các cơ quan truyền thông báo chí. Trước hết, tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể quý vị đã quan tâm đến tham dự buổi ra mắt sách ngày hôm nay. Tôi không quên cảm ơn sự giúp đỡ của cộng đồng Việt Nam Nam California, nhất là bà Nguyễn Nguyệt là trưởng ban tổ chức đã giúp tôi thỉnh mời được sự tham dự của đông đảo quý vị quan khách và nhân vật quan trọng tại địa phương này. Kính thưa quý vị, năm nay thì tôi đã 81 tuổi rồi. Đã đến lúc tôi phải nghỉ ngơi, vui thú, điền viên. Tuy nhiên, trước khi giả từ võ khí, tôi muốn cống hiến thế hệ trẻ một tài liệu chính xác về lịch sử Việt Nam trong thời kỳ cận và hiện đại. Tôi hy vọng tác phẩm Hay Ngôi Đổ Chuột ra mắt đồng bào ngày hôm nay có thể soi sáng thế hệ trẻ để khỏi bị lầm lẫn trước âm mưu sửa đổi lịch sử của bộ máy tuyên giáo cộng sản và xóa bỏ cái môn lịch sử Việt Nam trong chương trình giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Cộng sản Việt Nam. Mặc dù tôi không phải là một sử gia, nhưng mà với năng khiếu Thượng Đế ban cho tôi về luật học và sử học, tôi đã cố gắng ghi lại một cách trung thực các sự kiện lịch sử đã xảy ra trong thời kỳ cận và hiện đại dưới lăng kính của một thẩm phán, một luật gia sinh năm 1935 đã khiến các diễn biến thời cuộc trong ba chế độ chính trị tại Việt Nam. Chế độ thứ nhất là chế độ thực dân Pháp từ thập niên 1930 đến 1975. Chế độ thứ hai là chế độ cộng sản Việt Nam từ 1945 đến ngày nay. Chế độ thứ ba là chế độ Việt Nam Cộng Hòa từ 1955 đến 1975. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa là hậu thân của chế độ quốc gia Việt Nam mà quốc trưởng là cụ Hoàng Bảo Đại. Cái chế độ quốc gia Việt Nam đã được thành lập trên cơ sở Hiệp định Vịnh Hạ Long ký kết năm 1948, được bổ túc bởi Hiệp ước Élysée ký kết năm 1949. Chủ đề của tác phẩm thứ ba của tôi là Thay Ngôi Đổ Chuột. Hai phụ đề của quyển sách này là Tham Vọng Bành Trướng của Hán Tộc và Đại Quả Bắc Thuộc lần thứ năm của dân tộc Việt Nam. Tôi xin phép nói trước về chủ đề Thay Ngôi Đổ Chuột. Để duy trì lâu dài quyền thống trị nước Việt Nam, Đảng Cộng sản luôn luôn kể công đã phát động thành công cách mạng tháng 8 và đánh thắng phát xít Nhật, tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến tranh Đông Dương, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thu hồi độc lập cho nước Việt Nam. Sự thật lịch sử khác hẳn luận điệu tuyên truyền lừa bịp của Đảng Cộng sản. Cái gọi là cách mạng tháng 8 chỉ là một cuộc cướp chính quyền của nội các Trần Trung Kim do một vài cán bộ cộng sản thực hiện một cách rất là dễ dàng tại Hà Nội sau khi nước Việt Nam đã thu hồi độc lập từ ngày
11 tháng 3 năm 1945 do tuyên ngôn độc lập của hoàng đế Bảo Đại công bố hai ngày sau khi mà Nhật đảo kết Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Trong tháng 8 năm 1945 và đến ngày đồng minh giải giới quân Nhật tại Việt Nam, Cộng sản chưa bao giờ đánh nhau với quân Chiến Đấu Nhật Bản mà còn phải cầu xin quân Nhật cho phép đi qua cầu sông Đuống để vào Hà Nội. Cách mạng tháng 8 là khởi đầu của các hành động khủng bố, ám sát, giam cầm, giết hại các lãnh đạo tinh thần, lãnh tụ các chính đảng quốc gia, đảng viên cộng sản đệ tứ quốc tế và một số rất lớn trí thức và tinh hoa của dân tộc Việt Nam theo mệnh lệnh của Võ Nguyên Giáp, lúc ấy là Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 1946, mà Võ Nguyên Giáp là thuộc hạ thân tín của Hồ Chí Minh. Cách mạng tháng 8 mà Cộng sản Việt Nam gọi là cách mạng mùa thu còn là khởi điểm của hai cuộc chiến tranh Đông Dương kéo dài từ 1945 đến 1975, giết chết không dưới 10 triệu đồng bào vô tội, tàn phá nặng nề đất nước, chia rẽ dân tộc, đào sâu hận thù giai cấp, làm suy yếu nội lực và tinh thần yêu nước của dân tộc Lạc Việt để dễ về khống chế, mua chuộc và hán hóa các binh cộng sản và nhân dân Việt Nam. Cái gọi là cách mạng tháng 8 này là một hành động bạo lực nhằm mục đích cướp đoạt chính quyền chính thống của nhà Nguyễn, thay ngôi vua của hoàng đế Bảo Đại, để đưa một nhân vật xa lạ không ai biết lai lịch từ núi rừng Việt Bắc về Hà Nội làm vua của nước Việt Nam trong 24 năm đến khi qua đời năm 1969, không cần được dân tộc Việt bầu cử lần nào cả, trở thành cha già dân tộc và được suy tôn như thần thánh trong lúc còn sống cũng như sau khi qua đời. Nhân vật bí hiểm Hồ Chí Minh đã gây ra núi xương sông máu và tan tóc cho dân tộc Việt Nam trong thực chiến và xây dựng chế độ cộng sản độc tài toàn trị theo mô hình của Trung Quốc để bức hại quảng đại quần chúng trong thời bình. Đi theo bước chân của Hồ Chí Minh, Lê Dũng cũng đã sử dụng bạo lực để cướp ngôi của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu và thống trị cả nước Việt Nam. Các tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Phú Trọng đã kế tiếp nhau thay ngôi làm vua của nước Việt Nam thống nhất dưới quyền cai trị của người Cộng sản miền Bắc. Cũng y như Hồ Chí Minh và Lê Dũng, các tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam không cần được nhân dân bầu cử làm vua mà do chính Đảng Cộng sản suy tôn lên. Sự lãnh đạo tối cao của Hồ Chí Minh đã tác động rõ rệt đến sự đổi chủ của nước Việt Nam từ Pháp Quốc qua Trung Quốc sau khi tiến hành hai cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn trong 30 năm để bắt buộc người Việt anh em phải bắn giết lẫn nhau với võ khí do người ngoại quốc, nhất là Nga Tàu, cung cấp. Do đó, tôi đã dùng từ ngữ The Frankenstein làm tựa đề tiếng Anh của quyển sách Thay Ngôi Đổi Chuộc. Quan sát tình hình Việt Nam trong thời kỳ Hồ Chí Minh này, mọi người đều thấy rõ Trung Quốc đã thật sự là chủ của nước Việt Nam Cộng sản. Đến đây, tôi xin nói đến tham vọng bành trướng của đế quốc Hán Tộc. Từ năm 1860, nước Tàu đã mất ảnh hưởng đối với Việt Nam. Nhưng ngay sau khi Thế chiến II mới bắt đầu, lãnh tụ Mao Trạch Đông của Đảng Cộng sản Trung Quốc
đã đặt kế hoạch bành trướng lãnh thổ của nước Tàu về phía Nam, tức Việt Nam, Biển Đông và Đông Nam Á, và giao cho thiếu tá Hồ Quang thi hành kế hoạch này. Từ 1940, thiếu tá Hồ Quang đã được cài cắm trên đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tại hang Bác Bó, trong tỉnh Cao Bằng, với nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện, dạy dỗ cán bộ Cộng sản Việt Nam tuyển chọn người trung thành với Trung Quốc để thành lập một chính quyền của Tàu tại Việt Nam. Năm 1945, sau khi cướp được chính quyền, thiếu tá Hồ Quang trở thành chủ tịch nước Việt Nam kiêm chủ tịch Đảng Cộng sản. Từ 1950, Hồ Quang nhận được viện trợ quân sự hùng hậu của Trung Quốc để đánh quân Pháp và chiếm được miền Bắc Việt Nam sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Viện trợ của Trung Quốc dành cho thiếu tá Hồ Quang rất to lớn và hào hiệp, đến mức xin 1 cho 10 và được tăng cường liên tục để giúp miền Bắc Cộng sản đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai. Dưới chiêu bài thống nhất đất nước, lý do của sự hào phóng Trung Quốc là thiếu tá Hồ Quang là người Tàu, tên thật là Hồ Tập Chương, người dân tộc Hẹ, sinh tại Đài Loan năm 1901, có sứ mạng tái lập ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam và bành trướng lãnh thổ của Đế quốc Hán tộc về phía Nam. Năm 2014, Trung Quốc chính thức xác nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thiếu tá Hồ Quang của Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc. Như vậy, thiếu tá Hồ Quang tức Hồ Chí Minh là người Tàu hay là người Việt? Đó là câu hỏi của rất là nhiều người Việt Nam. Lúc hoạt động gián điệp tại Hoa Nam, Hồ Quang có bí danh là Lucius, tiếng Latin Lucius có nghĩa là sáng, Minh như là Hồ Chí Minh, Quang như là Hồ Quang, và Lucius đồng nghĩa với nhau, là bí danh của một người Tàu gốc Hẹ, tên thật là Hồ Tập Chương. Văn khố Trung Quốc Chinese Archive ghi rõ lý lịch của Hồ Quang bằng tiếng Hán, tiếng Anh và tiếng Việt, nguyên văn như sau: sơ yếu lý lịch của Hồ Quang, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp huấn luyện Nam Nhạc thuộc tỉnh Hồ Quang. Đến đây xin quý vị nghe rõ về cái năm. Năm 1939, Hồ Quang phụ trách điện đài, 38 tuổi, Quảng Đông, tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam, giáo viên trường trung học, biết ngoại ngữ, quốc ngữ. Như vậy, văn phố Trung Quốc chính thức xác nhận thiếu tá Hồ Quang năm 1939 được 38 tuổi. Nghĩa là ông ta sinh năm 1901, năm sinh của Hồ Tập Chương. Thiếu tá Hồ Quang, theo tôi, chắc chắn không phải là người Việt. Tên Nguyễn Tất Thành, sinh năm 1890, chết năm 1932. Nếu Hồ Quang là Nguyễn Tất Thành thì năm 1939 ông ta phải 49 tuổi chứ không phải là 38 tuổi. Sứ mạng của Hồ Quang được Mao Trạch Đông giao phó làm cho tôi lo ngại về cái đại quả bắt thù lần thứ 5 của dân tộc Việt Nam sẽ xảy ra năm 2020, căn cứ theo mật ước Thành Đô do Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng ký kết năm 1990. Đại quả này đã nằm trong dự đoán của ông Tùng Phong, Ngô Đình Nhu khi viết tác phẩm Chính đề Việt Nam. Dưới ảnh hưởng nặng nề của Hồ Chí Minh, nước Việt Nam Cộng sản đã hoàn toàn lệ thuộc Trung Quốc và bị xem là nước công quan của Tàu, phải nhanh chóng trở về nhà cha.
khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay đều có các nhượng địa hoặc là tô giới tàu cấm người Việt lai giảng, như là khu khai thác bô xít trên cao nguyên Ninh Thuận, công đô Đại Phố tại Bình Dương, khu công nghiệp Đường Thủy Vũng Áng tại Hà Tĩnh, dùng cấm địa của người Tàu tại Đà Nẵng và đèo Hải Vân, 300.000 hecta rừng đầu nguồn của nhiều tỉnh cho người Tàu thuê trong 50 năm với giá tượng trưng. Công hàm Phạm Văn Đồng và hai hiệp ước ký kết năm 1999 và năm 2000 dưới thời của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã bán đất trên 6 tỉnh biên giới vừa qua, nhượng biển và quần đảo cho Trung Quốc trong vịnh Bắc Việt và trên Biển Đông. Mới đây, vụ cá chết hàng loạt trên bãi biển Vũng Áng, Hà Tĩnh đang lan rộng xuống các tỉnh phía Nam do chất thải độc hại của khu công nghiệp Đường Thủy Formosa đã chứng tỏ Việt Nam không phải là một quốc gia độc lập đối với thị trường Bắc Kinh. Nhân dân Việt Nam đã trông thấy sự hèn hạ và vô trách nhiệm của nhà cầm quyền cộng sản. Quảng đại quần chúng không cộng sản đều rất là đau lòng và trăn trở trước đại họa mất nước và mất cả dân tộc Việt Nam, vì đảng cộng sản đã bán nước cho Trung Quốc và đang tiếp tay với Tàu Cộng, hán hóa các thế hệ trẻ sinh sau năm 1975 với chính sách ngu dân và xóa bỏ lịch sử Việt Nam. Trước khi dứt lời, tôi xin kính chúc quý vị hôm nay có một ngày Mother's Day vui vẻ để vinh danh các bà mẹ đã nuôi dạy các con thành danh và trở thành người tốt trong xã hội. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Tình yêu qua biên giới.